Thưa quý vị, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng nay, vấn đề lương giáo viên, giải pháp cho tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều địa phương, tự chủ tại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập được nhiều đại biểu chất vấn, tái chất vấn trưởng ngành nội vụ. Chất vấn trưởng ngành nội vụ về giải pháp cho tình trạng thiếu giáo viên hiện nay, đại biểu Trần Kim Yến, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực trạng tinh giản biên chế hiện nhiều nơi mang tính chất cào bằng cơ học, khiến nhiều địa phương thiếu giáo viên. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bên cạnh việc rà soát lại thể chế để đảm bảo được những vấn đề cơ bản nhất cho việc đảm bảo đời sống, số lượng và chất lượng trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục thì cần đẩy mạnh tính tự chủ của các cơ sở giáo dục. Chúng tôi cũng mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục rà soát lại cái cơ chế để mà chúng ta thúc đẩy cái tự chủ, để làm sao mà chúng ta có được cái cơ chế tự chủ, nhất là đối với lại giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Thì đây là cái điều kiện để có thể chúng ta giảm bớt được cái số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Và đối với địa phương thì chúng tôi rất mong muốn là chúng ta tiếp tục rà soát, sắp xếp quy mô trường lớp, nhất là những cái trường liên cấp, liên xã ở những nơi mà có cái số lượng học sinh không lớn, nhất là ở những cái vùng nông thôn, để làm sao chúng ta đảm bảo được cái việc là giảm cái đầu mối đi. Thì cái... Như vậy cái nguồn để trả lương cho giáo viên chính là từ thu từ người học. Như vậy chúng ta đang đẩy cái khó cho người học, cho phụ huynh và cho gia đình. Trong khi đó thì cái thu nhập của số đông người dân và đặc biệt là thu nhập của công nhân người lao động không tăng, thậm chí là sụt giảm. Tôi đang đặt những cái vấn đề như thế này, tôi rất mong là Bộ trưởng có cái giải pháp để chúng ta là đảm bảo được cái số lượng con em chúng ta đến trường học và cái giảm được cái áp lực cho nhà trường cũng như cho giáo viên. Một số đại biểu khác cho rằng việc thực hiện tự chủ giúp cho các đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, song hành lang pháp lý chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có đơn vị sự nghiệp trong ngành giáo dục. Quy định tăng lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, nhưng 3 năm nay chưa tăng học phí, gây khó khăn cho đơn vị tự chủ, cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng bỏ việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm lĩnh vực nội chính, tư pháp, các giải pháp để tiếp tục điều tra các vụ án tham nhũng để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Các giải pháp phòng chống tệ nạn ma túy trong học sinh là những nội dung được các đại biểu quan tâm chất vấn Bộ Công an. Theo đại biểu Đỗ Huy Khánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, trong thời gian qua, cử tri và nhân dân cả nước đánh giá rất cao vai trò của ngành công an trong việc điều tra xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực rất lớn. Vậy những giải pháp của Bộ Công an như thế nào để tiếp tục duy trì điều tra các vụ án tham nhũng để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan những người vô tội, không có vùng cấm như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo? Trao đổi với đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an mà còn là xu thế không thể đảo ngược. Quy định cụ thể và có chế tài mạnh mẽ để cắt đứt các quan hệ doanh nghiệp sân sau, không để hình thành các đối tượng có thể thao túng được nhiều cơ quan. Nhiều số vụ án vừa qua xảy ra, vụ Việt Á, vụ giải cứu, vụ một số những việc đó, và đặc biệt là khâu xử lý đối tượng. Xin báo cáo với Quốc hội các đồng chí là hiện nay chúng tôi xử lý với hai cái tội danh chính trong những cái nhóm tham mô tham nhũng này. Một là tội tham mô tài sản, cái thứ hai là đưa hối lộ và nhận hối lộ. Chúng tôi chưa bắt những cái đối tượng nào vừa qua liên quan đến cái việc đó mà không nhận tiền. Nhưng ở đâu đó có cái chuyện là bây giờ xử lý quá, cán bộ sợ không dám làm, là không phải. Không phải làm trái, không phải lợi dụng chức vụ quyền hạn, mà là nhận hối lộ, ăn hối lộ. Thì cái việc đó là xử lý nhân dân rất đồng tình. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Hà Hồng Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian gần đây ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới pha trộn với các thực phẩm được bán gần các cơ sở giáo dục nhằm lôi kéo dụ dỗ học sinh, sinh viên sử dụng. Điều này khiến cho cử tri nhân dân cả nước hết sức lo lắng, đòi hỏi những biện pháp xử lý quyết liệt hơn nữa từ phía Bộ Công an. Cùng với những cái giải pháp mà đấu tranh phòng chống ma túy thì chúng tôi tập trung ngăn chặn cái nguồn cung từ bên ngoài vào. Và đặc biệt là phải coi trọng cái giảm cái nguồn cầu, là phối hợp với các bộ ngành đoàn thể tăng cường cái tuyên truyền về luật phòng chống ma túy và các cái chất ma túy mới để thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên biết chủ động phát hiện và phòng tránh, thường xuyên kiểm tra, rà soát và triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh xử lý với các vi phạm sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực trường học, trong các quán bar, karaoke, vũ trường, triệt phá các cái điểm tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy trái phép ở các địa phương. Giải trình trước Quốc hội về những vấn đề thuộc lĩnh vực nội chính, tư pháp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Chính phủ nhận trách nhiệm thuộc về Chính phủ và các trưởng ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản
khi có đến 60% văn bản hướng dẫn được ban hành sau ngày luật có hiệu lực. Làm rõ việc ban hành nghị định thông tư cần có tính chuẩn mực, kiểm soát được tình hình và tạo điều kiện thông thoáng để vận hành. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết thêm, thời gian qua, chính phủ mất nhiều công sức và có ưu tiên hơn trong việc sửa các thông tư nghị định đang có hiệu lực, có bất cập. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, việc xây dựng thông tư nghị định hướng dẫn cần nhiều thời gian xem xét, đánh giá tác động sau khi chính sách được ban hành. Chính phủ sẽ cố gắng từng bước khắc phục trong thời gian tới. Về hành lang pháp lý, khuyến khích bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, còn vướng với các quy định hiện hành về vấn đề bảo vệ, Phó Thủ tướng Chính phủ mong các đại biểu chia sẻ và đề xuất sửa đổi một số điều trong một số luật. Đồng tình với nhận định tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng để khắc phục điều này, đòi hỏi cấp trên phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm. Thưa quý vị, sau khi kết thúc phần chất vấn thuộc nhóm ngành tư pháp, nội vụ, kiểm toán ngân hàng, an ninh trật tự xã hội, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề văn hóa xã hội. Mở đầu phiên chất vấn là các câu hỏi đối với ngành y tế và giáo dục. Các đại biểu quan tâm đến các chính sách phân luồng học sinh, tâm tư nhà giáo và nạn bạo lực học đường, vai trò, vị trí và cách Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải quyết các vấn đề trên. Nếu chúng ta không chủ động phân luồng sớm thì về lâu dài có ảnh hưởng đến cơ cấu lao động xã hội không? Cái trăn trở vướng mắc lớn nhất của đội ngũ giáo viên hiện nay là gì? Và Bộ trưởng đã có cái kế hoạch để giải quyết những cái vấn đề đó hay chưa? Tình trạng bạo lực học đường diễn ra phức tạp. Vậy theo Bộ trưởng, có những nguyên nhân nào gây ra tình trạng này? Hướng khắc phục thật căn cơ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới như thế nào? Trong suốt thời gian vừa qua, trong nhiều phiên họp của Quốc hội thì vấn đề lương và đời sống của giáo viên cũng được đề cập đến, và cũng rất mừng là phía Bộ Nội vụ và lãnh đạo Chính phủ cũng rất là thấu hiểu điều này và cũng đang tìm cách để tháo gỡ. Đặt vấn đề với Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu băn khoăn về giải pháp Bộ đã và đang thực hiện để ổn định về tổ chức cho y tế cấp cơ sở. Ngay sau khi có nghị quyết Quốc hội, đội ngũ viên chức y tế cơ sở rất mong chờ cơ quan có thẩm quyền sớm hướng dẫn thực hiện để ổn định tổ chức bộ máy và nhất là an tâm công tác. Trong báo cáo Chính phủ số 509 ngày 3 tháng 10 năm 2023 chưa đề cập đến kết quả thực hiện, đề nghị Bộ trưởng cho biết việc thực hiện hai nội dung trên đến đâu và bao giờ thì thực hiện xong. Việc mà chúng ta phải triển khai thực hiện cái việc sắp xếp trung tâm y tế cấp huyện về thuộc Ủy ban Nhân dân huyện để đảm bảo việc quản lý thống nhất về đồng bộ, về nhân lực cũng như bộ máy. Nay nội dung này thì đang được Bộ Y tế triển khai theo đúng tinh thần của chỉ thị của Ban Bí thư và nghị quyết của Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn. Và theo đúng thời điểm là cũng sẽ hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng là sớm hơn. Bên cạnh đó, nhiều nội dung cụ thể liên quan trực tiếp đến từng nhóm đối tượng được các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, như chính sách cho người lao động vùng dân tộc thiểu số, học phí tại các trường trung cấp công lập, lao động cho phụ nữ, cùng với các vấn đề về quản lý mạng xã hội, thắt chặt quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng trên không gian mạng và một số nội dung trong quản lý văn hóa nghe nhìn đã được các trưởng ngành trả lời. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã chất vấn đối với hai nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp và kinh tế ngành. Nhiều nội dung người dân và cử tri quan tâm đã được các đại biểu chất vấn ngắn gọn. Các trưởng ngành trả lời thẳng thắn, trao đổi bên lề hành lang Quốc hội, đa số các đại biểu đồng thuận với các giải pháp mà nhiều trưởng ngành đưa ra, song cũng đề nghị có sự sát sao sau chất vấn. Tôi cơ bản ấn tượng với phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Những vấn đề đặt ra là cũng có những cái là khó khăn bất cập trong thời điểm gần đây, nhưng cũng có những nội dung mà đã là những khó khăn bất cập trước đây, nhưng mà Bộ trưởng trả lời rất là rõ ràng và đảm bảo thời gian quy định. Thì cái này tôi cho rằng là một cái rất là hay, theo yêu cầu là hỏi nhanh đáp ngắn của Quốc hội hiện nay. Tôi thấy rằng là các Bộ trưởng thì trả lời nắm rất là chắc vấn đề và cũng đi thẳng vào những nội dung mà các đại biểu quan tâm. Hiện nay thì tôi vẫn thấy rằng là Bộ trưởng cũng rất là cầu thị và đặt ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên là tôi cũng vẫn mong rằng là cái việc đặt ra về mặt tiến độ và cử tri đang rất là quan tâm về nội dung này, thì tôi nghĩ rằng là Bộ trưởng cũng cần phải tập trung khẩn trương thì mới triển khai được bảo đảm đúng theo yêu cầu.
Thưa quý vị, ngày 7 tháng 11 tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã hội kiến đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí Triệu Lạc Tế. Chúc mừng những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã đạt được. Bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 20 đề ra, xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Thông tin về kết quả cuộc hội đàm với Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hy, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiếp tục triển khai tốt các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao, đi sâu trao đổi, hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc và Chính hiệp, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương. Đồng chí Triệu Lạc Tế hoan nghênh đồng chí Trần Cẩm Tú dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc, chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đồng chí Triệu Lạc Tế nhấn mạnh Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư hai Đảng. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, phía Trung Quốc mong muốn hai bên cùng thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển trong thời đại mới. Đồng chí Triệu Lạc Tế đánh giá cao những thành quả, tiến triển mà Việt Nam đã đạt được, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tin tưởng mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của hai đảng có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của mỗi đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước trong tình hình mới. Trong thời gian làm việc tại Bắc Kinh, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn đã đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Thưa quý vị, nhận lời mời của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Venezuela từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 11. Trong các cuộc hội kiến và hội đàm với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Venezuela, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một coi trọng di sản quan hệ hữu nghị do cố Tổng thống Hugo Chavez và lãnh đạo cấp cao Việt Nam gây dựng, luôn ủng hộ chính phủ hợp hiến do Tổng thống Nicolas Maduro đứng đầu và các nỗ lực thúc đẩy đối thoại chính trị trên cơ sở tôn trọng hiến pháp và nguyện vọng của nhân dân Venezuela. Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam sẵn sàng và mong muốn thắt chặt đưa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đi vào chiều sâu, phát huy thế mạnh của mỗi bên, đóng góp vào sự phát triển của hai nước trên cơ sở tình đoàn kết, sự gần gũi về quan điểm trong các vấn đề quốc tế, các lợi ích chung trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Venezuela khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tái khởi động và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí tại Venezuela. Mong muốn hợp tác trên lĩnh vực viễn thông với Việt Nam và hoan nghênh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel hiện diện tại Venezuela. Tái thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thủy sản, nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y học cổ truyền, trong đó có hợp tác phát triển mô hình châm cứu tại Venezuela. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại khu dân cư ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên trân trọng ghi nhận biểu dương kết quả của ấp 5 trong năm 2023 và trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị lãnh đạo xã Xuân Thới Thượng và huyện Hóc Môn tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho người dân, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng tặng quà và các suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, các gia đình chính sách, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn ấp 5 với tổng kinh phí là 100 triệu đồng. Thưa quý vị, vào ngày này hơn một thế kỷ trước, trong lúc cách mạng nước ta đang rơi vào bế tắc như không có đường ra, thì tại nước Nga, dưới sự lãnh đạo thiên tài của lãnh tụ Lenin và đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ Nga Hoàng, lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Thắng lợi vĩ đại ấy không chỉ làm rung chuyển cả thế giới đương đại, mà còn tác động ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam từ đó về sau.
ngày 7 tháng 11 năm 1917. Theo tiếng súng báo hiệu từ chiến hạm Rạng Đông, cuộc tấn công cung điện mùa đông ở Petrograd bắt đầu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bolshevik, mà đứng đầu là Vladimir Ilyich Lenin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ Sa Hoàng. Cách mạng giành thắng lợi và nhanh chóng lan tỏa ra toàn nước Nga. Thắng lợi của cách mạng tháng 10 và sự ra đời của nhà nước Xô Viết đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đồng thời mở đường cho phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa. Với ảnh hưởng, giá trị to lớn của cách mạng tháng 10 Nga, sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè quốc tế, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp cận, tiếp thu và vận dụng sáng tạo thành công những tư tưởng của cách mạng tháng 10 và sự nghiệp cách mạng của nước ta. Và từ đấy Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường đấu tranh đúng đắn và đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930. Và cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam mà do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo ấy đã thể hiện cái tinh thần cơ bản của cuộc cách mạng tháng 10. Và trong đó đã ghi rõ là hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc để đi tới xã hội cộng sản. Nhìn nhận lại sự kiện vĩ đại cách đây hơn một thế kỷ, Đảng ta nhất quán khẳng định tinh thần cách mạng tháng 10 và những thành quả lịch sử cũng như những cống hiến to lớn của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô Viết đối với loài người mãi mãi không bao giờ phai mờ, mãi mãi sẽ còn ghi đậm trong tâm trí của mọi người có lương tri trên toàn thế giới. Tiếp theo chương trình, phạt 125 triệu đồng đối với doanh nghiệp gây ô nhiễm Vịnh Hạ Long. Cần giải pháp bảo vệ di tích Hòn Vọng Phù. Thưa quý vị, sáng nay tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, là cẩm nang đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. Tại Thanh Hóa, cuối tháng 5 năm 2022, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh được thành lập. Ngay sau đó đã đưa 16 vụ án tham nhũng tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi để xử lý triệt để. Từ những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tại tỉnh Thanh Hóa đã nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trên cơ sở này, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm vận dụng hiệu quả nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 10 đã khởi sắc trở lại, ước đạt 32,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3% so với tháng trước. Hiện động lực tăng trưởng kinh tế thông qua xuất khẩu và tiêu dùng nội địa đã hiện hữu rõ hơn khi những chỉ báo về tăng trưởng xuất khẩu bán lẻ đã có sự cải thiện và đang có xu hướng gia tăng mạnh. Báo cáo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may tháng 9 sang thị trường Mỹ đã tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 1,05 tỷ đô la Mỹ. Hiện Việt Nam vẫn duy trì vị trí nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai của Mỹ với thị phần trên 18%, xuất khẩu đi Trung Quốc tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 290 triệu đô la Mỹ. Thị trường quý tư này bắt đầu là sôi động hơn, các nhãn hàng lớn bắt đầu quay trở lại thị trường Việt Nam và cái điều đó nó khẳng định là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu xuất khẩu khoảng 40 tỷ 500 triệu đến 41 tỷ năm nay. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chính đều đạt mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái do sự phục hồi ở phía cầu. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tháng 10 tiếp tục tăng 4,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản trong tháng 10 ước đạt 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng trong 10 tháng năm 2023 với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 26,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8%. Đặc biệt là cái kim ngạch xuất khẩu của những tháng gần đây thì cái mức tăng nó cũng đã khả quan hơn rất là nhiều. Và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thì hiện nay cũng vào khoảng 550 tỷ đô la Mỹ. Thì đây cũng là một cái con số nó là cũng là một cái nỗ lực của các doanh nghiệp. Và đặc biệt chúng ta cũng ghi nhận ở đây là cái con số xuất siêu hiện nay là khoảng hơn 24 tỷ đô la Mỹ. Dù xuất khẩu một số mặt hàng công nghiệp chế biến như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ đã có tín hiệu phục hồi tích cực trong thời gian gần đây, nhưng nhìn chung đà phục hồi còn chậm.
Theo đại diện Bộ Công Thương, doanh nghiệp cần xác định lại chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nước, xác định rõ thị trường và sản phẩm, tìm hiểu quy định rào cản xuất khẩu, cải thiện chất lượng hàng hóa cũng như công nghệ sản xuất. Thưa quý vị, mặc dù từ đầu năm đến nay thì Ngân hàng Nhà nước đã giảm 4 lần lãi suất với mức từ 0,5 cho đến 2% một năm, tuy nhiên tín dụng vẫn tăng trưởng thấp, tới cuối quý 3 mới tăng 6,92%. Thực trạng kinh tế thiếu vốn nhưng khó hấp thụ khiến cho doanh nghiệp vẫn khát vốn, ngân hàng thương mại vẫn dư tiền nhưng không thể cho vay. Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, hiện tổng mức đầu tư toàn xã hội 3 quý mới chỉ tăng 5,9%, chủ yếu dựa vào khu vực nhà nước tăng gần 12% nhờ đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế. Trong khi đầu tư khu vực ngoài nhà nước rất thấp, tăng 2,3% trong 9 tháng, tương đương 1/6 so với cùng kỳ năm 2022. Tương tự, đầu tư khu vực có vốn nước ngoài FDI thấp, tăng 3,9% so với cùng kỳ, việc cung tiền ra nền kinh tế yếu. Doanh nghiệp của chúng ta phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho nên doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đủ, chỉ có một số doanh nghiệp thôi, còn phần lớn là chưa đủ điều kiện để cho vay. Ngân hàng không thể cho vay tín chấp để người ta mất tiền được, mà thế chấp thì doanh nghiệp nhỏ và vừa rất là khó. Hiện phần lớn trong số những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đã kiệt quệ về tài chính, không còn tài sản thế chấp. Trong khi đó, hệ thống ngân hàng cũng gặp khó khăn do dư thừa nguồn lực nhưng không thể cho vay. Các doanh nghiệp kiến nghị phải có cách tiếp cận mới bằng cách may đo các sản phẩm phù hợp cho từng đối tượng thay vì giữ nguyên quy chuẩn chung. Chúng ta phải thực hiện kết hợp giữa chính sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng và theo hướng là chúng ta là hỗ trợ doanh nghiệp nhưng đảm bảo những cái tiêu chuẩn, những cái nguyên tắc trong cái cho vay. Vừa đảm bảo chất lượng tín dụng nhưng mà đảm bảo được cái việc mở rộng cái tín dụng. Đó là câu chuyện hỗ trợ các cái quỹ bảo lãnh hay các cái quỹ tài chính ngoài ngân sách phải hỗ trợ được cái nguồn vốn đó để cho họ vượt qua khó khăn, và đặc biệt kinh nghiệm từ Hàn Quốc hay kinh nghiệm từ Nhật Bản thì cái bảo lãnh tín dụng ở cái tầm quốc gia hàng năm người ta chuyển ngân sách qua, bên cạnh đó là khép kín bảo lãnh tín dụng này, xong lại bảo hiểm tín dụng này, nó phải trong một cái vòng tròn khép kín như vậy thì rõ ràng là doanh nghiệp nhỏ và vừa mới hỗ trợ được, mới tiếp cận được vốn tốt hơn. Việc khơi thông nguồn vốn từ ngân hàng và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận vốn là nhiệm vụ cấp thiết. Bên cạnh việc điều chỉnh hạ lãi suất thì cần xem xét thiết kế gói tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đánh giá lại cơ chế thủ tục cho vay. Điều này không chỉ giúp nền kinh tế phục hồi mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai. Thưa quý vị, hệ thống các cơ sở giáo dục là nơi tập hợp đội ngũ trí thức đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Vì thế, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần được chú trọng thường xuyên. Thông tin tại buổi tọa đàm tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay. Xác định công tác chính trị tư tưởng trong cơ sở giáo dục là đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược. Thời gian qua, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều sự quan tâm chỉ đạo, cấp ủy các trường học xây dựng kế hoạch tăng cường bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức chính trị, xã hội, từ đó củng cố niềm tin, khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Đại biểu tập trung thảo luận về đổi mới phương thức quán triệt, học tập và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục, quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ sở giáo dục, trường học, cải tiến nội dung giáo trình và phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục các môn lý luận chính trị, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 36.837 đảng viên trong nhà trường. Thưa quý vị, hôm nay Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định số 38 xử phạt hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital vì liên quan đến việc trong quá trình thi công dự án khu đô thị đã gây ô nhiễm môi trường di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Dự án khu đô thị tại khu 10B phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 1614 ngày 15 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital chưa công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định. Tỉnh Quảng Ninh xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital số tiền 35 triệu đồng, hình thức xử phạt bổ sung
buộc công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định. Đối với hành vi không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital số tiền 90 triệu đồng. Thưa quý vị, cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1992, trong đó có di tích Hòn Vọng Phu và Lăng Quận Mãn. Do tác động bởi thiên nhiên, hiện nay nhiều công trình trong Lăng Quận Mãn đã xuống cấp nghiêm trọng, riêng Hòn Vọng Phu có nguy cơ sụp đổ rất cao. Bao đời nay, Hòn Vọng Phu là biểu tượng đẹp về tình yêu và sự thủy chung của người phụ nữ. Hiện tại, di tích này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau hàng nghìn năm tồn tại. Theo người dân, Hòn Vọng Phu đã bị sạt lở do tác động của tự nhiên vào tháng 6 năm 2022. Với tình trạng như hiện nay, không biết di tích này còn trụ vững được đến lúc nào. Tuyên truyền tới người dân ở địa phương, đặc biệt là người dân sống xung quanh Hòn Vọng Phu, không làm ảnh hưởng tác động đến môi trường cảnh quan của Hòn Vọng Phu, và cũng thông báo cho bà con nhân dân nắm được cái sự nguy hiểm không may xảy ra nếu sét đánh một lần nữa. Trước mắt giao cho Ủy ban dân thành phố Thanh Hóa xây dựng cái dự án tu bổ cấp thiết để mà xây dựng cái phương án chống sét cho cái Hòn Vọng Phu. Về lâu dài, chúng tôi cũng kiến nghị ở Ủy ban dân tỉnh giao cho sở làm cái chủ đầu tư xây dựng cái dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy cái di tích. Người dân ở đây rất mong muốn là được trên quan tâm, tức là bảo tồn để giữ lại cái di tích này để xong con cháu đời muôn đời. Trước tác động của tự nhiên, Hòn Vọng Phu tranh vênh hơn bao giờ hết. Cùng trong cụm di tích Lăng Quận Mãn, công trình được ví là bảo tàng điêu khắc đá của xứ Thanh cũng ngày một xuống cấp. Tỉnh Thanh Hóa cần sớm triển khai các giải pháp tổng thể để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các di tích này. Thưa quý vị, Hội đồng Giáo sư Nhà nước mới đây đã công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã họp để xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 630 ứng viên, trong đó có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh phó giáo sư. Ngành kinh tế có đông ứng viên được công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư nhất với 92 ứng viên. Tiếp đến là ngành y học với 63 ứng viên, liên ngành hóa học công nghệ thực phẩm 54 ứng viên. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.